Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Tốt hay xấu đều từ trong con người mà ra. Đời thay đổi khi ta thay đổi. Không phải đi tìm ngoại cảnh để mình được bình an. Hãy thay đổi từ trong bên trong chúng ta. Quý khán thính giả của Tin Vui Media thân mến, bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị của ước muốn nên thánh. Nơi người thanh niên khi đến hỏi Chúa con đường nên thánh, tuân giữ tất cả những điều Chúa đã dạy đã là đáng nể phục rồi. Thế nhưng Chúa Giêsu vẫn bảo người thanh niên ấy, anh chỉ thiếu một điều. Điều gì vậy? Chỉ một điều nữa thôi, sao mà khó quá với người thanh niên giàu có trong tin mừng hôm nay.
Kính mời quý khán thính giả cùng lắng đọng tâm hồn nghe đoạn phúc âm tuần này và phần chia sẻ của linh mục Giuse Phạm Quang Minh dòng Don Bosco. Tin mừng Chủ nhật thứ 28 thường niên. Hãy bán đi những gì anh có rồi đến theo tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Một hôm, Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu và nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được." Ông Phêrô lên tiếng thưa người: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau." Đó là lời Chúa. Chúng ta vừa trải nghiệm nỗi buồn của Đức Giêsu và của anh giàu có. Đức Giêsu buồn là bởi vì Ngài bị từ chối bởi một người mà Ngài yêu mình. Còn người giàu có buồn là bởi vì anh ta phát hiện ra một sự rạn nứt trong chính con người của anh. Lúc đến gặp Chúa Giêsu, anh phấn khởi hân hoan bao nhiêu, thì khi ra đi, anh lo lắng buồn phiền bấy nhiêu. Thầy nhân lành đã điểm trúng vào quyết tử của anh, vào đúng điều mà anh muốn giữ lại nhất, bởi vì anh tin nó là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời hiện tại của anh. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà thầy đòi hỏi, trừ có một việc, đó là đừng bắt anh phải chối bỏ chỗ dựa này. Chính lúc này anh mới phát hiện ra được rằng mình đang làm nô lệ cho điều gì. Nhưng tiếc thay, anh không đủ can đảm và thói quen tốt để ra khỏi sự nô lệ này,
dù anh vẫn khát khao đến sự sống nhân đời đời. Đây chính là bi kịch của anh, và có thể cũng là bi kịch của cuộc đời mỗi người chúng ta. Ai trong chúng ta cũng từng bị giằng co bởi ước mơ bay cao, bay xa, nhưng lại bị kéo ghì bởi những của cải vật chất. Tiền tài, nó quả là một có sức hấp dẫn mãnh liệt. Tôi làm ra nó, tôi làm chủ nó, nhưng rồi với thời gian sau đó, nó lại làm chủ lại tôi và trở thành thịt xương của tôi, để cuối cùng khó có thể dứt bỏ nó được. Chính vì thế mới có câu đồng tiền liền khúc ruột là vậy. Không chắc người giàu có này có bị luận phạt hay không, nhưng chắc chắn một điều rằng anh ta khó có thể có được hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc chỉ đến với những con người dám sống cho tình yêu mà thôi. Quả thật, người giàu có thì khó vào nước trời biết bao. Vào thời của Đức Giêsu, giàu có chính là một phúc lành. Vậy mà Ngài lại coi đây chính là một ngăn trở nguy hiểm. Của cải dễ làm cho người ta khép kín trước Thiên Chúa và nỡ tâm chà đạp lên quyền lợi của tha nhân. Tệ nạn tham nhũng hối lộ ở nhiều nước châu Á chúng ta là một ví dụ về mối nguy hiểm của tiền bạc. Đức Giêsu và các môn đệ đã sống như những con người lữ hành, họ không mang theo những hành lý vô nghĩa là của cải vật chất. Các ngài đã sống nghèo, không chỗ cậy dựa, để chỉ tín thác vào một mình Cha và dễ dàng đến với anh chị em của mình. Theo Đức Giêsu là chấp nhận trắng tay, bấp bênh, nhưng đừng quên rằng theo Ngài cũng là trở nên giàu có. Không phải sự giàu có do sự ích kỷ giữ lại, nhưng là sự giàu có do sự quảng đại chia sẻ và trao hiến. Cũng không phải là một sự giàu có do tìm kiếm chiếm đoạt, nhưng là một sự giàu có đến từ quà tặng nhưng không. Theo Ngài không phải là chỉ bỏ nhà cửa, ruộng vườn, mà còn bỏ cả những người thân thuộc, thậm chí bỏ đến cả mạng sống mình nữa. Theo Ngài còn là được gấp trăm mà ngay từ ở đời này, và nhất là sự sống vĩnh cửu mai hậu. Khi Phêrô bỏ biển hồ Galilê, bỏ nghề đánh cá, ông đã được biết những biển khơi mênh mông hơn rất nhiều. Dù bỏ lại cha mẹ, vợ con, nhưng ông đứng đầu cả một cộng đoàn, đó chính là hội thánh. Chắc hẳn Teresa, hài đồng Giêsu, đã không ngờ mình lại có thể trở thành tiến sĩ của hội thánh, một con người khai mở một lối nên thánh mới cho toàn thể giáo hội. Và Teresa Calcutta cũng vậy, không ngờ rằng trong đám tang của mình có cả hàng triệu người đến tham dự. Như thế, theo Đức Giêsu là ta sẽ được lại cả những điều mà mình đã mất, mà cái được quan trọng nhất đó chính là được Đức Giêsu Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống của chúng ta. Amen. Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con thấy con đường đi theo Ngài. Xin ban niềm tin và ơn bền đỗ để chúng con bước theo Chúa mỗi ngày. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình Sống với Chúa hàng tuần xin tạm dừng nơi đây. Kính chúc quý vị một tuần lễ đầy niềm vui và ân sủng Chúa. Hẹn gặp lại quý vị trong lần chia sẻ sau.
sống trong thân phận con người là thuyền đi trên biển nổi trôi. Đừng mơ ước một màu xanh thôi mà vui đón luôn cả trở ngại. Nhiều hôm nào người sống kiếp người đã chấp nhận vui mừng lắm lệ rơi. Chọn hành ý của cha thôi. Xin cho con một trái tim mơ rộng để đón Chúa vào trong cuộc sống. Vì có Chúa từng ngày hướng dẫn thì đời con sẽ hết lòng đau. Xin cho con khắc ghi hiệp thông với Chúa, căn nguyên của hạnh phúc an bình. Đừng ước mơ đi tìm nơi nào hoặc nhờ ai đem lại niềm vui. Đời dường thế tựa lan mây trôi, gặp cơn gió mây đã tan rồi. Khi ơn chẳng có trong hồn, kiếp con người trôi giạt chốn phù hoa, luôn tìm về nương tựa Chúa Trời, dù phải chết vẫn còn tương lai. Xin cho con một trái tim mơ rộng để đón Chúa vào trong cuộc sống. Có Chúa từng ngày hướng